Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h.com. Và ngày hôm nay thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu tới quý vị tác dụng của viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc giúp làm thông huyết mạch. Vâng thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì mạch máu giống như là đường ống dẫn oxy và dẫn chất đến từng tế bào, đảm bảo nguồn sống cho các tế bào và các cơ quan trong cơ thể. Nếu như mạch máu bị tắc nghẽn hoặc bị thu hẹp lại thì máu sẽ lưu thông chậm lại, nghĩa là máu sẽ bị ùn ứ và từ đó thì oxy cùng các chất dinh dưỡng không thể cung cấp đủ, dẫn đến việc các tế bào và các cơ quan bị cạn kiệt dưỡng chất hay là bị suy kiệt dần và sẽ xuất hiện nhiều bệnh lý về tim mạch, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong. Vậy, nguyên nhân làm mạch máu tắc nghẽn là gì? Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao hay là thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc lá hay bệnh nhân tiểu đường hoặc những người ít hoạt động thể chất khiến cơ thể thừa cân béo phì là những nguyên nhân dẫn đến hàm lượng chất béo trong máu tăng cao và một khi các chất béo này sẽ bám dính vào lòng mạch tạo ra các mảng sơ vữa và theo thời gian thì sẽ lớn dần và gây hẹp mạch máu mảng sơ vữa thì sẽ làm thành mạch sơ hóa kém đàn hồi làm cho lực đẩy máu của tim tăng lên gây ra huyết áp cao lòng mạch máu bị mảnh sơ vữa bám vào sẽ cản trở máu lưu thông và màng sơ vữa nằm ở động mạch vành nuôi tim sẽ gây ra thiếu máu cơ tim. Việc thông huyết mạch đó là giúp dọn các mảng bám trong lòng mạch, tăng độ đàn hồi của mạch máu, giúp máu lưu thông tốt hơn. Chính vì tầm quan trọng của mạch máu nên việc thông huyết mạch là bí quyết chăm sóc và cải thiện sức khỏe, giúp cơ thể phòng tránh được các bệnh tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim. Và tất nhiên, nếu như chúng ta muốn làm được điều này, thì trước hết chúng ta phải thay đổi thói quen ăn uống, bao gồm là chế độ ăn giảm lượng tinh bột, hạn chế tối đa đồ ngọt, đồ béo. Và nếu bạn bị đói thì hãy ăn những trái cây ít ngọt như là thanh long, dưa hấu hay là ổi và nhiều rau xanh như là rau luộc, nấu canh, hạn chế rau xào. Và thứ hai là thay đổi lối sống bằng cách chọn một loại hình vận động khiến bạn thích thú chẳng hạn như là bơi lội, cầu lông, bóng bàn hay dễ nhất là đi bộ cả hai sự thay đổi này thì phải thực hiện liên tục đều đặn. Và thứ ba là chọn cho mình một sản phẩm giảm mỡ trong máu, giúp thông huyết mạch hiệu quả và an toàn. Chính vì vậy mà tinh dầu thông đỏ từ lâu đã được xem như là một bí quyết giúp thông huyết mạch hiệu quả của người Hàn Quốc. Và do tác dụng kích thích enzyme AMPK làm giảm tổng hợp axit béo, giảm sinh tổng hợp cholesterol và biệt hóa tế bào mỡ từ đó giảm sản xuất mỡ xấu như là triglycerides và bào mòn dần các mảng sơ vữa bám trong lòng mạch, giúp thông nguyên mạch không chỉ ở các mạch máu lớn mà còn tại vi tuần hoàn. Tinh dầu thông đỏ thì giúp cả hệ thống mạch máu được khỏe mạnh. Tác dụng này thì góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa các biến chứng mạch máu ở bệnh nhân tiểu đường. Chính vì vậy, thay đổi thói quen ăn uống và lối sống song song kết hợp với việc sử dụng tinh dầu thông đỏ là một trong những phương pháp hoàn hảo không những để phòng bệnh mà còn điều trị bệnh mang lại cuộc sống khỏe mạnh. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây thì chắc hẳn rằng quý vị đã biết rõ về công dụng của tinh dầu thông đỏ trong việc là hỗ trợ uh, giúp thông huyết mạch. Và nếu như quý vị còn đang thắc mắc rằng không biết nên mua tinh dầu thông đỏ ở đâu cho an toàn, hiệu quả và yên tâm thì quý vị đừng lo lắng mà hãy liên hệ ngay tới số hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363985 để được tư vấn miễn phí về tình trạng bệnh cũng như là những sản phẩm phù hợp với mình. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.